YouTuber vợ chồng bà Nhân xuống sắc sau chuyến từ thiện Angola cùng Quang Linh Vlog làn da thâm sạm. Trong đoạn clip mới nhất được Đức Nhân đăng tải trên trang cá nhân, người hâm mộ dễ dàng nhận ra sự thay đổi của nữ YouTuber khi cô để lộ vẻ ngoài xuống sắc được cho là vết tích sau chuyến từ thiện Angola vừa qua. Cụ thể, ngay khi về Nhật Bản, Đức Nhân đã quay trở lại công việc của mình. Cô đăng tải khoảnh khắc cùng ông xã thưởng thức món ăn để mặc bọc lên hình. Đức Nhân khiến nhiều người bất ngờ bởi làn da trắng mịn màng trước đó đã không còn. Gương mặt nữ YouTuber lộ rõ vẻ xuống sắc, xuất hiện nhiều khuyết điểm. Người hâm mộ cho rằng việc ngoại hình thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Khi Đức Nhân vừa trải qua một chuyến đi thiện nguyện ở châu Phi, không ngại khó ngại khổ, cô lăn xả hết mình tới vùng đất xa xôi Angola để cùng chim Quang Linh giúp đỡ bà con. Cũng trong chuyến đi này, dù điều kiện nhiều thiếu thốn, song nữ YouTuber vẫn vui vẻ hòa nhập với mọi người. Trước đó, trong chuyến thiện nguyện châu Phi, Đức Nhân phải trầm trồ trước thành quả mà chim Quang Linh đã gây dựng được tại mảnh đất khô cằn này. Đến thăm trang trại của Quang Linh Vlog, nữ YouTuber không khỏi suýt xoa. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi Nhân bước chân tới đây. Nhân nhìn được cái trang trại của anh Quang Linh thì mới thấy nó hùng vĩ thế nào. Nhân gọi là hùng vĩ bởi khi tới đây thì nó gọi là rộng bao la, rộng bát ngát. Nó rộng phải gọi là không biết điểm đích của nó ở chỗ nào, bởi vì anh Linh vẫn đang đào đất san ra tiếp. Kết thúc chuyến đi, Đức Nhân bày tỏ sự hạnh phúc vì bản thân đã giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn, san sẻ yêu thương với mọi người. Cô tự hào chia sẻ trên trang cá nhân, một đứa nắm trong tay toàn cát sỏi đá, luôn đợi chờ nhận trợ cấp của nhà nước, các mạnh thường quân, giờ đã tự tay trao lại những gì năm xưa nhận cho những người từng khó khăn giống mình. Từ lâu, bà Nhân Vlog, một người phụ nữ gốc Việt đang sinh sống tại Nhật Bản, đã trở thành một trong những YouTuber có lượng người theo dõi đông đảo. Những video review đồ ăn chân thật bên cạnh ông xã người Nhật của bà Nhân được nhiều khán giả quan tâm yêu mến. Sở hữu kênh YouTube với hơn 700.000 người đăng ký và có nguồn thu nhập khủng, bà Nhân ngày càng gây chú ý với lối sống giàu có sang chảnh trên mạng xã hội. Trước đó, trong một clip review đồ ăn cùng ông xã Tê Rư của mình, bà Nhân lần đầu tiết lộ về công việc nguy hiểm mà chồng theo đuổi. Trước đó, khán giả Việt chỉ biết chồng của bà Nhân là một kỹ sư ở hãng xe ô tô Toyota. Tuy nhiên, thực tế công việc mỗi ngày thế nào thì chẳng ai rõ. Theo đó, bà Nhân tiết lộ ông xã làm trong khâu liên quan đến robot và điều hành dây chuyền nên công việc không an nhàn như mọi người tưởng tượng. Bà Nhân chia sẻ, chồng của Nhân thường hàng sắt, nhiều lúc anh hàng nguyên cả đêm, sáng về cả mặt đều đỏ và bị bỏng hết tay. Bản thân Nhân là vợ thì rất xót, thực sự bất kỳ ai nhìn thấy chồng mình như thế thì đều xót xa cả. Đối với Nhân bây giờ, giữa việc mong chồng kiếm thật nhiều tiền và nhìn cảnh chồng mình vất vả như thế thì Nhân chẳng muốn có nhiều tiền nữa. Ngoài ra, nữ YouTuber người Việt còn kể lại một lần gần đây khi chồng cô phải leo lên trần nhà khá cao để hoàn thành công việc. Mặc dù biết rõ là nguy hiểm, nhưng vì mọi người ở đó đều sợ hãi, không dám làm, nên ông xã của bà Nhân buộc phải nhận trách nhiệm này. Trần nhà đó cao lắm mọi người, mà lại là lần đầu chồng Nhân leo cao như vậy. Anh kể nếu đi không vững trên đó thì rất có thể sẽ ngã xuống rồi ngất xỉu hoặc nặng hơn là ngã chết luôn. Bà Nhân thuật lại. Bà Nhân xót xa cho chồng đến mức dù nhận lương hàng trăm triệu nhưng cô vẫn thấy không đáng để làm công việc nặng nề nguy hiểm như thế. Nhân thề với lòng là lỡ như anh Tề Rư có chuyện gì mà công ty hay chính phủ Nhật đền bù cho Nhân mấy trăm tỷ đi chăng nữa, thì đối với Nhân chẳng bằng tính mạng của chồng Nhân, vì chồng Nhân là người theo Nhân suốt cuộc đời. Nhân không cần tiền nhiều đến như thế. Nếu công việc bình thường thì không sao, còn công việc nguy hiểm thì dù có đền cho Nhân bao nhiêu tiền, Nhân cũng không thèm.